nào dịch ôn hoành hành à, mà tai quại trời xuống chốn lăng xăng mà, nạn nước lửa nạn phần ôn dịch, nạn cháy ban hương phần con nít, nạn chìm ghe lão ấu bất tồn, nạn hổ lang ác hú hết hồn. Hoặc là chừng nào nghe một tiếng âm hinh, lạ quê lạ kiển bình minh lạ người, lạ non núi lạ giảng nói cười, mặt mày lơn áo như người cùng phu. Hoặc là ông ba thấy ông nói đạo vợ chồng con cháu buộc chùm, ngủ đêm đức chị đức đùm không hay, là sẽ có một trận là tẩy trần. Mà đời hạ quân này là tẩy trần mà lớp nào nước ha, nước tràn vậy nè, nước tràn nó chừng đến diệt lửa đâu cũng cháy người, năm châu cả hải kinh hoàng, hay nằm như hải làng khang, gồng ba dơ dẫn khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Hoặc là khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, đông tây trộm gộn trời che sát, nam bắc ơi hời đất chở hay. Đó, mười phần hết bảy hao bảy tám rồi, thần tiên hái gì cũng trao mài, thần tiên hái gì cũng trao mài, là nó sát một bên này nha. Là giống như là cái câu này nè, hãy nói lâu lắm rồi nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, mà cùng sớm làng hư hớt quạnh hiu, mà bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, mà nay cận diệt lập điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi dần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng được, lòng chắp tay ngó hẳn phương Tây, A-di-đà Phật niệm gài một câu, thì cũng được nạn sầu hốt khỏi, được hào quang Phật gọi vào hơn. Của cô xin chia sẻ về hy văn giáo lý của Đức Phật Đức Thầy, và chúc cho quý ông bà cô bác thật là nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc và thật nhiều an lành. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Như là bây giờ mình đã thấy cái đầu của năm mẹo, cái đầu của năm mẹo là bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây giết tới không lâu mà chờ, năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như cơ gối cuồng, năm mẹo háng mẹo chưa buồn, năm mẹo háng hợi mới lị tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn mới ơi hời hay phơi, mà mèo kêu giết tới ai bi, tới gà về ổ dân hì bình an. Lại trong cái năm mẹo này cũng có ngày đinh kỵ nữa nè cô bác, mà thầy có nói là đinh kỵ ra sắm hình lình nhân dân sau xíu nước mình có vua, mà chưa biết kỵ nào hết, mà chưa biết kỵ nào hết. Là chỉ nghe thầy nói là ngày nay xe lết xe lôi, mà mới đúng lời chuyện sấm của đời nhà Lê, mà là năm gồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ơi hời hay phơi, mà chạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dị hời gắn chi. Bây giờ bà con coi coi, ông ba Huế ông nói cái câu này nè, nhiều việc lăng xăng không căng hời chết, việc đời cận kết hãy chết mới hay, khi sống ngày nay hương hay mai hát, việc tôi nói khác cô bác chẳng dùng, chê nói tầm khùng dở mùng hay chúa. Là bây giờ bà con coi nhiều việc lăng xăng ở ngoài động đất ở Hồ Nhi Kỳ chưa, quá lăng xăng luôn rồi, quá lăng xăng luôn, là cái mà quá lăng xăng luôn rồi đó. Là lớp nào nè, thầy nói hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về Gia Cang. Là bây giờ là thầy muốn ấn chỉ vô cái na, là thầy muốn ấn chỉ vô cái năm hình kỵ, thầy muốn ấn chỉ vô cái năm hình kỵ. Tại sao mà trong sấm giảng nhắc rất nhiều cái năm rồng năm kỵ, giống như nó là háng ba bá cánh khóc rồng, bị tần nó giết má hồng kêu ghê. Là thôi bây giờ cái năm này là sâu sắc duy nhất nè, chứ Dũng rất là lo gầu cái con giáp này luôn, chứ Dũng nói thiệt, chứ Dũng lo gầu cái con giáp mà trong cái đồ hư của Đức Bổn Sư nói là năm tỷ đó, năm tỷ là miên qua đó, mà chưa biết năm tỷ nào hết, mà chứ Dũng lo lo gầu sợ cho bà con. Nói chung là thầy có nói là sau đến việc sơn băng kiệt hủy, khùng hãm hương bá tánh quá chần, nhìn xem chần nước mắt gưng gưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Bây giờ là bà con coi nhiều việc lăng xăng chưa, không căng hề chết, việc đời cận tết thấy chết mới hay, tuy sống ngày nay hương hay mai hát, việc tôi nói khác cô bác chẳng dùng, chê nói tầm khùng dở mùng hay chúa. Là dở mùng
là giống như là nó dở một cái màn ra vậy đó, làm dở một cái màn ra là vua là chúa Minh Vương chuẩn bị sắp ra đời nè, là ngày này ngày cũng đinh kỵ, mà mình biết đinh kỵ nào, đinh kỵ ra sắm hình lệnh nhân, nhưng sau xí nước mình có vua, mà đồ hư của Đức Bổn Sư đó là có chỉ hẳn vô luôn là cái năm hình kỵ, giống như của ông Ba Hới nói là điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị, quả điềm này hình kỵ loạn hâm. Hình kỵ là năm rồng năm rắn nữa đó, hình kỵ loạn hâm mà diêm chúa khởi binh năm hoàng cung văn hình kỵ, nó văn hình kỵ không à. Rồi hoặc là mấy long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh, mã đề dương cước anh hùng tận, hân dậu niên lai kiến hái bình. Long á là rồng, dĩ á là cái đuôi, là rồng rắn nữa đó, giống như là mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn mới máu đào chỉnh ghê, mà con ngựa lẫy đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Là dậu là năm 2029, là nó trải qua rất là nhiều năm 2029. Hân dậu là nó sát bên này nha cô bác, mà con không biết ngày giờ nào nó tới ha. Nó sát một bên này, nó cận một bên này ha. Nói chung là xảy ra nhiều cái đại nạn lắm rồi. Giống như là hay nói trải qua một cuồng ba sóng dị, chắc nhân sanh sẽ biết việc chi, chề đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả ầm mì biết bao, là hay ứng chỉ vô cái động đất ở Hổ Nhi Kỳ. Là còn một nạn xa kèo cột dách, người không tu sạch bách chẳng còn, là hay muốn ám chỉ cho chúng ta biết là tới ngày trả quả ầm mì biết bao. Bây giờ bà con coi động đất ở Hổ Nhi Kỳ chưa, là nó trải qua một cùng ba sóng dị, chắc nhân sanh sẽ biết việc chi, chề đà sắp đặt ly kỳ, cái ngày trả quả ầm mì biết bao. Lớp nào động đất nào ở Sinia nè, 50.000 người chết thiệt mạng không qua khỏi, khóc quá trời khóc luôn, ở bên bển khóc quá trời khóc luôn rồi. Hãy nói không phải một nước Việt Nam của mình, mà hãy nói khắp cả năm châu thế giới. Hãy nói với tranh nhau thì phải đập đầu, ai mạnh ai được ai cầu xin ai. Là chúng nó vô là xưng hùng xưng bá, là muốn coi nước nào nó là anh lớn hơn đó, anh cả đó. Tại thằng Nga này nè, là với thằng Mỹ này nè, là nó muốn tranh đua với nhau, tranh nhau. Hãy nói là tranh nhau thì phải đập đầu, ai mạnh ai được ai cầu xin ai. Là hãy muốn ứng chỉ vô cho chúng ta biết là Mỹ Nga này nè, là nó muốn tranh là các nước luôn, nó muốn tranh nhau để làm bá chủ toàn cầu thế giới. Mà thằng Nga này nó đâu có thua gì thằng Mỹ, là nó ấn nút cái là trái đất này banh luôn rồi, quả đi cầu này banh luôn rồi, là nó bắn cái bom nguyên tử này ra là banh luôn rồi, là lúc đó tan quan luôn rồi. Giống như nó bắn thằng Nhật đó, thằng Nhật lúc năm 1940 mấy đó con không nhớ, mà nó bắn thằng Nhật đó tan quan hết trơn luôn. Bởi vì bây giờ mình nghe được mình phải gắn tu, mình chưa có biết ngày giờ nào hết. Mà heo Đệ Dũng nghĩ là vậy nào, heo Đệ Dũng nghĩ là nó sát bên rồi, nó không còn xa. Bây giờ là người tu á của mình á, nói chung là cũng được nhiều, cho nên nó gia hạn, nói chung là nó gia hạn. Bây giờ là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn nè, bây giờ bà con coi cái đầu năm này nó chưa có bị gì, mà cái cuối cái năm á, cận Tết á mới thấy. Cuối năm hình sẽ lo vận chuyển sứ Hà Kiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết hình rồi lập nhân hoàng hỏi ra, hết hình rồi lập nhân hoàng hỏi ra. Bây giờ là bà con coi những cái đại nạn, các cái đại nạn. Lúc mà chỉ thị 16 ở Covid-19 ở Sài Gòn lúc trước đó, là hương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, mà hay không lấp mà để phơi khô, mà nước không uống mà Nam Mô đạo nào. Là ông Ba Hới ông nói là hương 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô. Là lúc đó ông Ba Hới ông nói gì nè, là cách ly hết trơn, rồi chợ đâu nữa nhóm, là phải 3 năm không, là 5 ký, rồi 5 sủ, rồi năm nay nữa là 3 năm, năm dần nữa là 3 năm. 3 năm nữa bà con coi nó khổ chưa, nó khổ chưa. Hãy nói là Đức Phật Trùm nói là chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đúc đích con trâu phá cổng, đến lúc đó hay phơi chồng đóng. Rồi là hãy muốn ứng chỉ cho ta là tháng năm bệnh khổ trong ông Kinh Cựu Lão có nói là tháng năm bệnh khổ cân bần, bước qua tháng sáu lễ lần âm binh,
Tháng 7 đá nổ ầm ầm, bước qua tháng 8 hay nằm làng khang. Tháng 9 dân chúng nào an, phong hần giáng xuống không càng đứng đi. Tháng 10 mới nhiều sự dị kỳ, hổ lan ác thú dị hì nhảy ra. Chạm lòng kiều lão si ra, nhân dân từ trẻ đến già không yên. Chị em tu khá kiên dè, gán chồng khoai bắp mùa hè đỡ hơn. Đói ăn bắp, đói nửa ăn khoai, chờ cho tới hội chiều mai coi đời. Ở trên mây bạc giữa trời, tiêu hiều nhạc chổi lập đời hùng ơn. Năm Dậu mới Phật giáng ở Hất Sơn nha, Hất Sơn là núi Cấm đó. Năm Dậu Phật giáng Hất Sơn, tại non ông Cấm giải chân thì kiều. Là bây giờ đó, mình phải gán ăn chay nè. Mình phải gán ăn chay, mình phải niệm Phật nè. Hãy nói tu với cảnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Là mình phải gán ăn chay, rồi mình gán cúng lại. Rồi với lại mình gán giữ cấm điều ngăn cấm, là làm lành lánh giữ, không tránh những các điều ác, là mình có mặt trong hội Long Qua. Như là hãy nói là chở trơn cho kịp Long Qua, Long Qua có mặt ấy là hiền nhân. Hoặc là hãy nói nè, mèo đã hết gồng ba dơ dẫn khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Hoặc là khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, đông tây trộm gộn trời che sát, nam bắc ơi hời đất chở hay. Mười phần hết bảy hao bảy tám rồi, thần tiên hái gì cũng trao mài, thần tiên hái gì cũng trao mài, là nó sát một bên này nha. Là giống như là cái câu này nè, hãy nói lâu lắm rồi nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, mà cùng xóm làng hư hớt quạnh hiu, mà bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, mà nay cận diệt lập đời trở lại. Là hãy muốn là bây giờ bà con coi khắp thế giới cửa nhà tan nát chưa, ở ngoài lớp nào động đất rồi lớp nào lục bão. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kể xảy ra động đất chỗ kia. Nó là lớp nào động đất nè, rồi lớp nào dịch ôn hoành hành nè. Mà tai họa trời xuống chốn lăng xăng mà. Nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, nạn cháy ban hương phần con nít, nạn chìm ghe lão ấu bất tồn, nạn hổ lan ác thú hết hồn. Hoặc là chừng nào nghe một tiếng âm hinh, lạ quê, lạ kiển, bình minh, lạ người, lạ non núi, lạ giảng nói cười, mặt mày lơn áo như người cùng phu. Hoặc là ông ba thấy ông nói đạo vợ chồng con cháu buộc chùm, ngủ đêm đức chị đức đùm không hay. Là sẽ có một trận là tẩy trần, mà đời hạ quân này là tẩy trần, mà lớp nào nước ha nước tràn vậy nè, nước tràn nó chừng đến diệt lửa đâu cũng cháy người, năm châu cả hải kinh hoàng, hay nằm như hải làng khang đó. Mà hay nằm như hải làng khang luôn, mà chất bằng củi nè, bằng củi nè. Rồi cậu hai có nói là sắp đến ngày mà đảo hải di sơn, mà do cơ dịch còn hờn mà ra, nhân với vật hiết ha ha hiết, khắp hoàng cầu chém giết lẫn nhau. Hay nằm giường hải núi cao, máu trôi ngập đất khác nào nước dân. Là nước dân là hãy nói qua liền năm nước chặt đàn, mà qua lộ dân giáo máu tràn như sông. Mà hạ quân mỗi dịp mỗi mòn nè, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi sông đổi núi đổi hòn Hà Tiên, mà đổi châu đốc mới đổi tỉnh biên luôn. Hất Sơn lại đổi qua liên nhà bàn, qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà hờ luôn, đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang. Trời xây âu áo bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an hề kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên hì, ngửa nghiêng trời lất lập kỳ hưởng quân. Dạ Nam Mô A Di, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Như là bây giờ đó bà con coi là cái cảnh khổ nó đã tới rồi, hãy nói là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, mà sao dân còn chiếu mến trần mê, mà mắt nhìn ngoại quốc hãm hơi, nam bang cảnh khổ cũng kề bên lưng. Là nam bang là nước Việt Nam của mình nè, cũng kề một bên nè. Không phải là nước Việt Nam mình không bị đâu, không phải là hãy nói một mình cho mình biết, hãy nói cả năm châu thế giới luôn. Hãy nói cả năm châu thế giới luôn, chứ không phải là hãy nói một mình. Hãy nói là bây giờ là hãy nói là gán tu tâm sửa tánh đi, để ra được coi hội Long Dân và Long Đình luôn. Ba hội là lúc trước đó là Phật Thích Ca Mâu Ni ngài có lập ra cái hội Linh Sơn mà mình cũng không có mặt rồi. Ví dụ nè, chuyến đò buổi sáng mình đã đi không được, mà chuyến đò trưa nè mình cũng đi không được. Vì phải mình phải còn chuyến đò chót nữa. Chuyến đò chót là chuyến đò chót này mà mình không có mặt trong cái hội Long Qua này nữa đó, kể như là hôi xuống dầm nao với ông Năm Chèo á. Ông Năm Chèo nằm dưới xuống dầm nao với ông á. Bây giờ gắng tu đi, bây giờ là đã bước qua cái năm mẹo nè.
Hãy nói hiên địa u minh vĩ đạo tràng, hợp bát chư hầu lị khá hang. Là hiên là trời, địa là đất, u minh là u minh, u minh là trời tối đen hôi, là tối hôi. Hợp bát, hợp là mừ, bát là tám, 18 nước vô đây chư hầu nước Việt Nam sau này. Là như là trong cái cuốn Đồ Hư của Đức Bổn Sư ha, có nói là gắn lộn rồng, nhân dân sanh giặc, xà cất tổ, Trần Dương khởi chiến. Hoặc là vì đâu bốc ngọn lửa trần, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Nghĩ mình chọn kiếp con quan, quê hương gầy đã dặm chàng sơn xiên, tổ đường còn một cành nguyên. Là hãy muốn ứng kỹ là cái ngọn lửa trần, tại trần là sao? Trần là nó có hai điều nha bà con. Một đó là trần hiếu hoàng, còn hai là trần cao miên. Trần hiếu hoàng, một là trần cao miên. Mà hãy muốn nói là ám chỉ là cho trần cao miên, là nó miên nó chàng xuống nè, nó bốc ngọn lửa trần mà nó miên nó chàng xuống. Tăng sĩ là hầy, hầy đi ở trên trời đó, hầy có một cái bầu trời riêng của hầy. Mà hầy nhìn xuống, hầy thấy nát tan, lòng như nát tan luôn. Hầy nói, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình gây nước mắt. Hoặc là hầy nói á, chúng sanh Nam Bắc lị cung gây, kim sơn hương mãi còn lê hứ, hất cảnh bá gia dứt mộng chàng. Là trong cái bài mà của cho Đức Ông ở kia đó, là hòn nhỏ ly gia dị cất nang, bủ sanh du lịch lục châu giang. Là lục là sáu, là đi hài du lịch là sáu châu giang đó. Rồi kim sơn hương mãi còn lê hứ, hất cảnh bá gia dứt mộng chàng. Là mấy người nho là mới hiểu cái mấy cái từ này của hài nha. Mấy người nho đó mới hiểu cái từ. Hài nói sấm giang thì lộ bản vàng, mà chư nhu thế giới khắp chàng tớ hy, chữ hy gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ, trời ơi đức khởi mang khổ hình gì bể chẳng tu đó. Hài nói bây giờ là mình đang ở thời kỳ hạ quân hạ, vậy chuẩn bị chuyển sang là thời kỳ hượng quân hánh đức, là cái đời này đời cuối rồi, chỉ trong một khắc là địa cầu rung rinh. Là cậu hai có nói là ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng được, lòng chấp tay ngó hẳn phương Tây, A Di Đà Phật niệm gài một câu, thì cũng được nạn sầu hốt khỏi, được hào quang Phật gọi vào hân. Là mình chỉ niệm một niệm là cậu hai nói là phải buông bỏ hết, buông bỏ, buông xả tất cả, không còn liên quan gì ở thế gian này nữa. Giống như là Phật A Di Đà có nói cho chúng ta biết, ai mà trong lúc mà lâm cơn nguy nạn đó, niệm một niệm đến bảy niệm, ta chẳng rước người đó, ta chẳng phải là Phật. Là có người nói thôi bây giờ tôi không tu đâu, để bây giờ đó tôi, để bây giờ là khi nào mà chết đó tôi niệm bảy niệm Phật rước tôi. Cái đó là không phải. Cái đó là chỉ nói chung là phải buông xả hết tất cả, không còn nợ đắm gì thế gian này nữa. Bởi vậy là câu đạo lý nào đâu dám lợt, đạo hy hành cực khổ nào mà nào hang, trả cho rồi món nợ trần gian, nhắm mắt đi ra nhập niết bàn. Hoặc là hay, hoặc là cậu hai có nói là mặc dù chỉ cùng một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau, lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lào lào trong sáng. Mê với giác đó nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh, dạng sự do tâm ấy tạo hành, thấy tâm được lại ngày dành dạng sự. Đời càng lại nhầm cơ quả diệt mà. Hả? Mười phần nó xảy sàng rồi. Rồi mười phần hết chín phần tan, một phần càng lại toàn vàng với châu. Là muốn ám chỉ là cho những người tu của mình nó toàn vàng với châu. Là mười phần chết bảy còn ba, mất hai còn một mới ra hái bình. Là ông Sắp Nhân Trình nói là còn một phần mà thôi. Hồi đó thầy nói với ông giáo, thầy nói giáo ơi giáo, thầy nói cho giáo nghe ha, sau này hòa hảo sẽ nôi tiếng khắp năm châu bốn bể, đi đâu cũng hòa hảo hết, mà tín đồ thì lên 19-20 triệu tín đồ gì đó, mà sau lập lệ nữa hưởng ơn thánh đức đó, thầy nói cho giáo nghe là còn 2 triệu tín đồ thần ký mà thôi, còn nhiêu là tu giả dối hết. Nam nó chỉ có một phần mà thôi, còn nữ cái 7 phần, tại nam lo đi làm ăn, lo đi làm mấy chuyện gì không à, chỉ có một phần mà thôi. Bây giờ là hãy nói là lòng hầy chua xót, ruột hầy đau, nghe được lời khuyên cảnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì của Phật chẳng chen vào.
là bây giờ thầy muốn ám chỉ cho chúng ta biết đó là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về cha can, là bây giờ không còn lâu nữa, không còn lâu nữa nha bà con. À, xài toán ra tới Dinh Ông là máu chàng linh láng bảy hưa, khác nào nước suối chảy ra mầm. Là hãy nói lớp binh khí, lớp binh ma, là binh khí là sao, rồi binh ma là sao? Binh ma là mấy dịch bệnh nè, rồi khí độc của Trung Quốc nó hả qua đây nè, là khí độc. Gán tu cho kịp hội long qua, đạo đức không chiên khổ lắm mà, chay lạc đặng ngừa hơi khí độc, mê mang bức cảnh trận kỳ ba. Người sống đi heo phò chúa, kẻ giữ bảo tàng sát quả ha. Hân dậu đến đây rồi sẽ biết, hân dậu là năm 2029 nha bà con. Hân dậu đến đây rồi sẽ biết đinh ninh dạng chữ mấy lời ta. Là bây giờ là nó không còn lâu nữa đâu. Nó không còn lâu nữa, tại thầy nói ít lâu ta cũng trở về. Khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao, chì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Bây giờ bà con coi mòn hao chưa? Quá mòn hao rồi. Hãy nói ngày kêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhỡ máu đều, sao trần thế không tan chẳng liệu, mà để đến diệt gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Là không cứu, không cứu làm sao, hãy nói nè, làm sao cứu những người hung ác. Nói bây giờ là hãy nói đến Trung Hừng tháng 8, ta cùng Đức Thầy tá hiệu Sơn Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy hiên cơ. Là hãy nói tại sao mày ở trên đó đó chẳng hưởng quả bồ đề, mà còn phải len lỏi xuống trần nặng chịu cảnh chê khen. Vì hãy nói vì yêu chúng nên ta bệnh gịch đó quyết độ đề cho đến Trung Hưng. Hãy nói ngồi buồn nghĩ cạn diệt quyền ca, muốn gứt cho xong bởi ái hà, phá bức tường mây nhìn dạng vật, ngặt gì chướng lụa lắp đèn pha, lôi hôi quá chậm trong đường hẳn, nẻo trễ khó qua nẻo cập xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỏi đâu là. À, nói chung là bây giờ là nó sát một bên rồi ha. Bây giờ là con cho bà con biết là mình muốn có mặt trong hội long qua này là mình phải giữ tám điều ăn cấm. Là tám điều ăn cấm là sao? Là điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện, chơi bời heo đàn điếm, phải giữ cho tròn lương lý tâm can ngũ hường. Là cái điều thứ nhất này, nói chung là tám điều ăn cấm này từ trước giờ chưa có ai giữ được. Chưa có ai giữ được. Có nhưng mà cũng ít. Giữ được chỉ có người là giữ được 3-4-5 điều vậy thôi. Bởi vì cậu hai mới nói tu một hở cứu hân vĩnh kiếp, độ được mình còn nhớt mẹ cha, hiền to một chiếc sấm ga, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, lại chở hết cả nhà đó. Rồi nè, tu mau chớ nên gây hiêm tội, gớt xuống rồi khó lỗi cho qua, hoặc là bị xấu nói ha, hoặc là cọp bắt khó mài còn hay. Là diêm đó, là nói đó. Mình ngồi mình niệm Phật đó, mình là cứ bị cái vọng tâm nó phá hoài đó. Là mình còn bị cái vọng tâm nó phá đó là mình khó nhập được Niết Bàn đó. Khó nhập được Niết Bàn đó. Bởi vì là cái vọng tâm của mình là gấp mê. Là bởi vì là mê với tỉnh nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, hất dị mà kìm đạo kiếm bài, để hy cử khỏi mang kiến gớt, sách khuyến hiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có hất dị cầm, chuyện nghiên cơ nó rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sánh. Như là hài nói ra cho chúng ta, như là cậu hai có nói là mẹ đấy con bảy ngày đêm bật lối chề chăng, biết bao nhiêu yêu quái kinh trần, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Là rồi khắp Bắc Nam thế giới một chiều, càng văn minh nó càng lỗi lầm nhiều, bị vật chất bao điều cám dỗ, thấy vui hú ít ai thấy khổ, gõ bề ngoài chứ chẳng gõ bề trong. Mà ông hai nói vậy luôn nè, tình đạo Phật y như mẹ cả, muốn con nên chứ chẳng muốn con hư. Là ông nói gì đó, là Phật cũng muốn cho chúng sanh đều lên cả chứ đâu muốn mình hư đâu. Là tình đạo Phật y như mẹ cả, muốn con nên chứ muốn con hư đó. Là trong bốn cái ông hẻ này nha, là mai mốt chỉ có người hiền mới vô được thôi. Là hồi đó là Đức Phật Thầy Can kêu là Đức Phật Thầy Can kêu ngài đi cấm bốn ông hẻ đó. Là một ông hẻ số nhất nè, là ông hẻ ở Vĩnh Điều. Hai nữa là ông hẻ số hai đó, là ông hẻ ở Vĩnh Tế. Ba đó ở Vĩnh Hành. Bốn là ở Vĩnh Thành Trung. Là bốn ông hẻ là cấm. Cấm ngay đó để chứng phục cái gì đó. Để chứng phục cái gì đó là mai mốt là để cho người hiền đó vào hy. Trong năm Quý Dậu mới hy nha. Quý Dậu mới hy. Giáp ức, canh tức chất hệ, bồ đề chỗ bông, ức hệ, canh tức là năm chó.
ức hệ mới bồ đề cháu bông. Đó. Như là trong Tứ Thánh nói vậy nè, chó ai mà bỏ nhà quan hay phê chích đói ngổ ngang xóm làng, heo tôi đã đúng làm hàng, cạo lông chia thịt ngon toàn năm châu, chuột nhỏ đào ổ quá sâu nằm hang ca hát ai đâu biết gì, châu tôi rất giỏi ai bì, chờ cho nước cạn bắt thì cày chơi, mà mặt tình đúng buổi nghỉ ngơi, mà hưởng quân ăn tết chiều mây đã gần. Là cái mà ông anh sĩ ông nói nè, cậu hét cậu la từ nay chờ một mất một còn, dân tộc Trầm Kha cậu nói cậu la cậu gào cậu hét từ nay chờ quét dẹp dọn hồng trần, tỉnh ngộ bớ dân gần gần rồi đó. Là nó sát một bên rồi, ông hai nói sát một bên rồi, sát một bên rồi, là chúng không tu là chết hết nè, không tu trần khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tôi hay. Là bây giờ thầy nói mình phải giúp cho kẻ đói nè, bây giờ kẻ đói nè, thầy kêu là khùng cả kêu dân chúng hãy ơi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự, chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa thấy Phật lại trừ, Phật Tây Phan có lẽ hiểu dư, dụng tâm ý chứ nào dụng vật. Là bây giờ là thầy kêu mình đó, là ai mà đang đói nè, hãy giúp cho người ta, giúp cho người ta, nó bà con hãy giúp cho người ta, là mình làm lành lánh dữ đó. Niệm Phật niệm cho gành thì sao mới được thấy thần tiên. Trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gắng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Là mai mốt là đói ăn bắp ha, đói nữa ăn khoai, hết khoai hết bắp chiều mai ăn đá. Là chừng nào mà hết đương thật rồi là sẽ ăn đá, ăn đá. Là bây giờ là ông ba nói nè, dặn trong bổn đạo mỗi nơi, thầy còn ở núi tới hề mới ra. Là thầy còn ở núi nha bà con, bây giờ gắn chì câm đi, chì câm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào gạch kim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đời con ghê. Bây giờ là thầy nói đinh kỵ ra sắm hình lình, nhân dân sau xí nước mình có vua, đến hân dậu hánh hần náo động, hãm cho trần quận trống nhà quan. Bây giờ là nó sát một bên đây rồi, nó không còn lâu nữa nha. Nếu mà tùy theo chúng sanh, nếu mà chúng sanh làm ác thì cái đời hạ quân này nó sẽ tới nhanh. Còn nếu mà chúng sanh mà tu nhiều thì nói chung là nó sẽ gia hạn lên thêm. Gia hạn lên thêm. Bây giờ bà con coi số thầy nói nè, việc trải qua như mây gió cuốn. Bây giờ bà con một ngày bà con coi thời gian nó trôi qua nhanh không? Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng hôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy chưa, mà năm cũ đó rồi lại qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi hai. Chữ phù dân phú quý nay mai, mà luân giới chuyển về qua đổi lệ, cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Là bây giờ là cái cõi ta bà này coi, số người ngắn ngủi lắm, người chết ngắn ngủi lắm, số người chết ngắn ngủi lắm. Bây giờ đó, Phật ở đâu? Khi có người hỏi đến, chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây nè, lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy từ xưa Phật ở đó. Là nó bây giờ là bây giờ mình nghe được, mình gắng tu đi, mình đừng còn chần chờ gì nữa. Đò chiều chiến chót hỏi ai ơi, sao mãi còn mê chốn nở đời, nếu mãi chần chờ e chảy chiến, hồng trần lôi cuốn kéo muôn nơi. Là thầy muốn ám chỉ cho ta là đò chiều chiến chót nha bà con. Thầy nói là cái câu vậy nè bà con, cả kêu dân chúng hỏi ơi, sao không hất tỉnh việc đời gần bên. Là thầy la lên, thầy nói sao mình không hất tỉnh. Nó là thầy kêu là bây giờ hãy mau ăn chay đi. Thầy nói mau hất tỉnh tu hơn kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, ghi cho bằng ta sớm lâu tan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Là thầy nói nha, bây giờ là cái năm mẹo này rồi, là năm mẹo hán mẹo chưa buồn, năm mẹo hán hợi mới liệt tuôn nhầm về. Vậy mà chưa mấy ở quê, trung ương gồng lộn, mấy ơi hời hay phi là ám chỉ cho ta biết là đó là mèo lui tới gồng ba dơ dẫn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng. Là nó sát bên đây nha bà con. Mà thầy nói cho chúng ta biết đó là nếu để chờ sấm nổ gian hình, e bá cánh ăn năn đã muộn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.